chào bạn chào mừng bạn đến với bài hướng dẫn cách tùy chỉnh giao diện họ my team shop trước tiên hãy đảm bảo website của bạn đang ở giao diện họ my team shop để kiểm tra điều này bạn hãy xem lại video cách import demo giao diện my team shop bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để bạn có thể tự mình tùy chỉnh giao diện họ team my team shop bạn hãy click vào phần thiết kế trên thanh công cụ bên trái màn hình tiếp theo bạn click vào tùy chọn Tại đây, phần bên trái là danh mục các phần tùy biến, bên phải là chi tiết phần tùy biến tương ứng mà bạn đang chọn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn những phần mà bạn cần để tùy chỉnh trang web của bạn. Đầu tiên, hãy click vào mục General Setting. Mục này cho phép bạn thay đổi một số mục như logo của trang web, ảnh favicon, chỉnh sửa chân trang, phần bản quyền của website, vân vân. Tiếp theo, bạn hãy click vào phần Styling option Mục này bạn có thể tùy chỉnh màu của website Thay nền web Hãy chỉnh sửa vị trí ở thanh size 3 Bạn có thể chọn nền web là một màu đơn sắc Một mẫu có sẵn Hay một bức ảnh bất kỳ mà bạn muốn Phần header Bạn có thể chỉnh sửa một số phần của khối header bên trên như có hiển thị logo hay không? Header là màu đơn sắc hay một mẫu có sẵn hoặc một bức ảnh bất kỳ mà bạn muốn. Bạn có thể tải ảnh lên từ máy tính của mình. Phần footer bạn cũng làm tương tự với phần header. Phần homepage Bạn có thể lựa chọn một mẫu về cách mà các bài viết hiển thị ở trên website của bạn. Phần single post cho phép bạn tùy chọn hiển thị các thông tin của bài viết. Như tác giả bài viết, thể tác, bài post liên quan. Bạn có thể kéo thông tin đó từ phần enable sang phần disable. Phần disable sẽ không cho phép bạn hiển thị những thông tin này. Phần social button bạn có cho phép website của mình hiển thị các nút mạng xã hội hay không? Để không muốn hiển thị nữa bạn kéo sang phần Disable, phần Typography. Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ, kích thước chữ hay màu của các mục như logo, của menu hay phần text của bài viết. Ngoài ra nếu bạn thấy một mục nữa là Chestlet, bạn có thể vào phần đó để việt hóa một số phần trên trang web của bạn vẫn còn là tiếng Anh. Cuối cùng, bạn có thể click vào phần xếp trang để lưu thay đổi của mình. Trên đây là bài hướng dẫn tùy chỉnh giao diện họ team MyThemeShop. Mời bạn tiếp tục theo dõi các bài hướng dẫn khác để hoàn thiện cái website của mình. Chúc bạn thành công!